4 này, đấy. 5. Chuẩn bị mắt nhìn tính chưa? 6. Đấy, cười này. 7. Tay trên đẩy lên cũng được, mà không thì chủ yếu là tay dưới. 8. Chúng mình chỉ mát da thôi nha. Có làm gì đau đâu. Chính là bà lên mở một phòng như này, mua ngay cho em lấy đâu. Chị chơi nha. Đấy, đờm nó lên đi. Đấy, cho thấy không? Đờm mà lên thì mình không cần phải gây gì, nó đã ho này thì lại rất tốt. Thế mình chưa kích thích ho nó đã ho rồi. Chúng mình chưa kịp gây ho thì đã ho rồi nha. 21 này. Đấy. Hít vào này. Thở ra này, rất là dễ thôi mà. 2, 3 này. Tự nó đẩy tay mình lên. 2, 4 này. Đấy, cháu cứ để nhẹ nhẹ là tay nó đẩy lên. Đấy, nó đẩy lên thôi mà. Cười cười mình cười chứ mà, thấy không, thích lắm, bởi vì nó lỏng đờm nó rất dễ chịu. Nên hầu như là các bạn nào mà không sợ bác sĩ thì không có khóc bao giờ cả. Còn bạn bạn nào sợ thì không nói, vì sợ thì đấy là nó lạ quen quá thì nó là nhạy cảm thôi chứ không phải vì đau nhá. Đấy, thấy đấy nhá. Và nhắm đến cười. Chị đang tập massage mà nha, chúng mình massage nha. Trường quá. Má cha lại cười này. Lần đầu tiên đi bác sĩ mà nó cười nhắn nhở. Đấy à. Đấy. Chúng mình thì chỉ có massage thôi, thì có làm gì đâu. 4 chữ này. 4 5 này. 4 6 này. Đấy. 4 7 này. Thế đơm lên là mình tự ho ra là xong thôi nha. Chỉ có tự ho ra là xong thôi. Nghe nhưng nghe rất tinh. Thằng này nó hóng hớt lắm bà. Nó hóng hớt lắm, có tiếng thì nó biết ngay. 5 4 5 5 này. 5 6 này. 5 7 này. Tập thể dục mà nha, sau này mình lại biết đếm trước ấy nhỉ, đúng không? 5 9 này. 6 10 này. 6 1 này. Đấy, nhìn nữa, nhìn tranh ấy. 6 2 này. 6 3 này. 6 4 này. 6 5 này. 6 6 này. 6 7 này, cầm cái gì vào tay thì cầm rất chắc. Vâng ạ. Rất là chắc. Bảy mươi đấy nhá, sau khi 70 này, tức là nó tương ứng khoảng 3 phút là được này. Thì bắt đầu mình phải gây ho. Thế gây ho thì là bà Thuận, là Thuận cái đầu phải quay về bên này, thì bà sẽ cho bạn đầu quay để bà kích thích ho thôi. Đấy. Vậy bà lại Thuận cái tay bên này. Đấy. Thế thì bây giờ nha, mẹ sẽ làm gì để bạn ngửa cổ lên một tí. Đấy nha, bến này nhá, xong ngửa lên này. Đấy, bạn đang nhìn người ngửa để mình còn sờ được cái cổ bạn ấy. Đây, bắt đầu gây ho này. Ô ô ô, châu không, không lật, không lật, không lật. À, ho đi bà xem. Ho đi, bây giờ mình bắt đầu ấn này. Ho đi. Ho đi, ho đi bà xem. À, ho đi nè, ho nè. À, ho cơ mà không, không trên đó đi, ho. À, ho đi. Bạn này không ho. À. Đấy. Thôi. Sau khi làm xong thì cứ ho như thế thôi, là đờm nó lên và bạn vừa ực một cái, tức là bạn nuốt đờm đi và ỉa ra cái phân đấy. Thế là hết nhá. Vâng. Đâu cũng nghe của bà đâu, để bà nghe lại.